Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ với một video clip trong một mẹo vặt cuộc sống. Thì một video trong cái khung mẹo cuộc sống của mình nó sẽ tạo ra trong mọi ngóc ngách trong gia đình của bạn. Những mẹo vặt tưởng chừng là nhỏ nhưng nó sẽ mang đến niềm vui cho bạn, niềm vui nhỏ nhỏ. Hôm nay là mẹo vặt cách như thế nào để pha chế một ly cà phê ngon. Bây giờ cuộc sống ở ngoài mình tất bật thì mình cũng hay uống cà phê lề đường hay hàng quán, thì không biết được cái cà phê có quá tốt hay không, và chất lượng cà phê nó cũng không đạt là những điều tươi ngon trong mong muốn của mình. Những người thưởng thức cà phê lâu năm thì họ cầu kỳ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu pha một ly cà phê như thế nào cho ngon về kinh nghiệm nhà khó của mình. Đầu tiên các bạn hãy tráng cái sinh cà phê cho thật nó nóng, thì cà phê đánh giả lỡ ra để sau này những giọt cà phê nó có thể đi như thế mà xuống dễ dàng hơn, lỡ ra thì nó mau mau xuống hơn. Trong trường hợp là tắt tắt cà phê thì tới là nó sẽ không ngon và nó bị vón cục. Còn cứ từ từ để pha cà phê một chung phải, cũng không quá lâu đâu, nó sẽ chỉ vài phút thôi là có cái cà phê rất là ngon cho cả gia đình và cho chính bản thân bạn. Đây, tiếp theo sau khi đã té ra cà phê rồi thì tiếp theo mình bỏ. Thường là nguyên khoang phim cà phê thì bạn dùng cà phê nửa phim, dùng tiết cà phê nếu tiết thì sẽ làm cho vị lạc không có đậm đà. Đầu tiên các bạn bỏ một muỗng cà phê nhỏ thôi, cái chén đầy chén xung quanh cái lớp này, nó nhỏ, một lượng nhỏ thôi. Sau đó các bạn bàn chế một tí nước sôi vào, tí thôi nha các bạn, chỉ cho đủ để giãn nở tí thôi. Các bạn chờ khoảng 15 20 giây hoặc 30 giây thì cái độ cà phê là họ nào có để đủ cà phê để đủ nở ra một tí. Và sau đó bạn sẽ bỏ một lượng cà phê đúng theo của mình mong muốn là pha nửa viên hoặc 2/5 viên. Bây giờ có thể các bạn bỏ thêm cà phê vô và pha chính thức được rồi. Đây các bạn bỏ từ từ, bây giờ đừng vội vã, tôi nói dục tắt các bạn. Nhưng các bạn cứ làm từ từ. Một nửa cái cà phê này các bạn có thể pha được cho 2 đũa. Bây giờ rồi như đây là thấy ổn rồi. Bây giờ các bạn chế từ từ thôi, chế từ đi các bạn. Ở đây mình mất cái phim để đậy chặn lại đó, thì các bạn ở nhà các bạn có nói phim bạn nên chặn nó, bạn chế từ từ. Các bạn có thấy những giọt cà phê như vậy là nó hơi nhanh rồi đó, tại do mình bỏ lần đầu hết. Nếu các bạn nên mình làm thử bạn thấy, thì nếu các bạn ở nhà thì bạn nên bỏ nửa phi cà phê, nó sẽ chảy chậm, và chính mà chảy chậm đó nó sẽ tạo ra được cà phê đậm đà nguyên chất hơn. Rồi các bạn tiếp tiếp tục bỏ một tí, tiếp cái ngọn mỗi lần là nửa tí thôi. Nếu bạn bỏ nhiều quá nó sẽ nước sôi nó sẽ làm giãn nở quá mức thì cũng không tốt cho cà phê các bạn. Đó, các bạn. Cái gì vậy các bạn có thể pha cà phê đổ cho nào mà với một mực mực cà phê có thể lên tới vị trí này thì đủ cho hai ly để bạn thưởng thức. Và các bạn lưu ý rằng mình học được một cái kinh nghiệm cà phê của người buôn thuộc ở Nha Trang, Phú Yên hay Bình Định, họ dùng rất ít đá, khác với miền Nam mình là dùng rất nhiều đá, tại vì nhiều đá các bạn làm tan nó hết thì cà phê không còn đậm đà nữa. Thường thì bạn dùng một cục đá nhỏ thôi, một cái cục đá nhỏ tạo đó để đủ đồ lạnh thôi, chứ đừng nên lạm dụng quá nhiều đá. Quá nhiều đá là tại do miền Nam mình nóng nực nên mình thường uống cà phê rất nhiều đá, nhưng mà tạo hiện rất là loãng, là mất cái cà phê đậm đà của nó. Ở đây mình sử dụng hương liệu cà phê thường là cà phê Mekong, cà phê Trung Nguyên, cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê gì đó, những cái gì đó. Các bạn thấy có một cái loại mèo nữa, bạn phải trộn với cả cà phê là chung và bỏ tí thấm vô, đó là cái mèo mình hay cho những cà phê mà thật ngon. Chúc các bạn có một phiên cà phê thật là ngon và thưởng thức.
hẹn hò trong cuộc sống của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.